Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Yo, ngày hôm nay tôi mang đến cho anh em một bộ trang phục người nhện đó. Úi dồi ôi, quả múa quạt, cứ phải gọi là anh Bảnh, gọi là cụ luôn công ạ. Yo, thì với bộ trang phục người nhện này mình là một streamer may mắn được trải nghiệm trước cái bộ trang phục này nhá. Đấy, quả anh em ấy xịn xò không? Bộ trang phục người nhện rất là chất lượng anh em ạ. Ok, nó sẽ sớm ra mắt trong game Free Fire nhá. Để test bộ trang phục người nhện này rõ hơn thì chúng ta làm game tử chiến nhá. Đấy, thử xem là ngày hôm nay siêu anh hùng ấy, quẩy tử chiến nó có kiểu ghê không ạ nhỉ? Trước khi bắt đầu nội dung ngày hôm nay thì các bạn nhớ like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ok, rồi các bạn đã sẵn sàng chưa? Thật ra là kiểu tôi bắn súng lục kém vai mà. Game đầu tiên kiểu game nào mình cũng chơi ngáo mà. Úi dồi, vai. What the fuck man, hacker? Ui, vãi cả nồi. Thanh niên này, hack mẹ rồi. Vãi lúa thế. Đéo hiểu sao không ạ? Tôi vừa vào ấy đã gặp kiểu thằng nó hack thế siêu nhân hôm nay tắt điện rồi. À đâu, người nhện chứ nhở. Nhưng mà dẫu sao người nhện cũng được gọi là siêu anh hùng mà. Đấy, múa quạt để xương xương cả anh em nhở. Yo, dự kiến thì cái bộ trang phục này nó sẽ ra mắt ở trong cái vòng quay kim cương nhá. Vòng quay kim cương tiếp theo mọi người ạ. Nên là anh em mới chuẩn bị lúa từ bây giờ đi. Đấy, xong rồi hết vòng quay kim cương là ra mắt bộ trang phục người nhện thì tôi nghĩ là lần đầu tiên trong game Free Fire lần xuất hiện hình ảnh của một siêu anh hùng. Đó, một bộ trang phục của siêu anh hùng lại xuất hiện ở trong vòng quay kim cương nhỉ. Mẹ, bọn này nó hack, nên là chơi bọn này hơi khó. Đấy. Mẹ, chứ, ui dồi ôi, nó có bắn mấy thằng một lúc luôn à. Vai nhở. Đậu sai ơi, siêu anh hùng mới dọn dạo nằm như này. Úi dồi ôi, cậu thấy tôi vật vã không ạ? Ôi siêu anh hùng, tội sắp chết rồi. Đừng, anh thả em đi, đừng bắn em. Anh, anh đừng bắn em nhá. Ôi, anh đừng bắn em nhá. Em biết lỗi rồi, em không dám làm siêu anh hùng đâu anh ơi. Không sao anh em ạ, chúng nó không bắn tôi. Mừng vãi nhở. Hey, chúng nó không bắn tôi. Để mà nhưng mà nó bắn đồng đội tôi cũng thế. Cay vãi. Ôi, chưa gì đã gặp kiểu mấy thanh niên hack này thì biết làm sao bây giờ nhở. Ok, mua quả giáp cái. Chiến đấu thôi anh em ơi. Tử chiến này thì nó không có nút report nhưng mà không sao, tôi quay lại video rồi. Bọn này thì mình gửi video cho Garena không bay nick hơi phí nhá. Đấy, người ta có bảo rồi mà. Học thì ngu, chơi game thì hack, thế làm được cái đéo cho đời nữa. Mẹ cay thật nhở. Tự nhiên quả chúng nó làm 0-2 rồi. Ui ôi, người nhện hôm nay kiểu không được tỏa sáng thôi. À đi rồi. Mẹ mày, đồng đội mày bắn tao nhá. Chừa nha con chó này. Chắc đi. First blue kill đầu luôn. Đùa với người nhện nè. Rồi, thằng nào đây? Anh em bình tĩnh cái nhá. Mà hôm nay tôi hóa thân trở thành siêu anh hùng nhưng mà vẫn run tay vãi ra chứ. Đấy đấy, không thấy không ạ, bọn hack này nó bắn ghê vậy. Là Airsoft ạ. Ui vai cặn nồi sao. Mẹ mày nhớ bắt bố mày nhá. Nhưng mà hình như là không biết là có mấy đứa hack vậy. Chắc là như có mỗi thằng đấy thôi. Quả này nó đội mũ 2 tôi trông hơi lạ tí. Ok. Ui quả nó dẫn trước 0-3 rồi. Chẳng nhẽ cứ để cho bọn hack này nó lộng hành. Rồi ok, trận này game này quyết tâm. Tôi phải chơi cẩn thận tí nhá. Mày bây giờ nhá, coi như là chấp bọn mày bọn hack 0-3 đi, chuẩn bị nhá. Tí bố mày lực kèo cho mày xem này nhá. Mà mang tiếng siêu anh hùng người nhện xong rồi chơi game bị bọn này nó vả cho sấp mẹ mặt. Bình tĩnh nào anh em ơi. Mày cái thằng trước mặt nó hack, nó bắn one hit headshot đấy. Mày ạ, không thấy không ạ? Hack thì cho nó bắn kiểu ghê gớm lắm anh em ạ. Một giây chết vài thằng cơ mà. Đấy nên là biết liền à. Mày này. Đấy đấy, ngu người. Thằng này thanh niên hack này. Ui, 1/200 máu. Vãi là trưởng luôn ạ. Cái thằng kia ngồi vào đéo hiểu sao, nằm xuống em đéo đi. Vào trong đi. Vào trong kia mình 1/200 máu, mình vẫn kiểu ra sức mình bắn. Vào đây anh cứu. Đấy, thế từ nãy giờ cũng chả cuốn máu được. Gặp ngay quả thằng dở hơi sơi cám lợn này. Này, nằm xuống làm cái gì đấy, nó sợ anh em. Đồng đội tôi, ui mấy người đồng đội của tôi anh em, sao lại như thế này ở. Hỏng, ơ kìa. Sao bọn địch bắn ghê quá, nó bắn đồng đội tôi kìa. Đây này, ui
mấy anh từ từ, em sợ. Khổ lắm, đồng đội em mình một thằng mất mạng xong rồi một thằng ấy đai, kiểu một thằng ấy nói còn chơi ngu nữa thì em đỡ thế đéo nào được. Vãi, đây đúng không? Đây đúng không? Mày này. Ngồi nằm xuống phải như thế. Lên bảng đếm số ấy cưng ơi. Pha này lật kèo nhá. Tôi cố gắng lật kèo nhá. Úi rồi vỡ mẹ đầu này nhá. Chạy ngáo ngáo ngơ ngơ à. Từ câu ạ. Yes, tôi vừa vứt cây súng lục thừa ra ngoài. Mày này, double kill. Thằng nữa đâu? 1-1 rồi nhá. Má mày, anh tìm cái chú ấy, chú sắc con mẹ nhà mà định như hình như nó ở trên này này. Công này, cứ bình tĩnh thôi, qua đây cái. À, đây à? Úi dồi ôi, cái gì đấy? Triple kill luôn. Được chưa? Ngon chưa? Má, dám đùa với siêu anh hùng à? À. Rồi nhá, chỗ sao chúng ta vẫn kiểu chưa đai sớm lắm. Đấy, tôi xem nào. Cho mua thêm cây tiểu liên MP40 đi. Sao chơi game cẩn thận tí. Mao cho nó đang dẫn trước kiểu 3 điểm rồi. Giờ thua ván này nữa tạch lô hẳn thì kiểu hơi nản tí. Sao? Đấy, sửa giáp mới tinh luôn nhở. Ok, chúng ta làm gì đây? Mấy bạn ơi, từ từ nhá, chơi từ từ nhá. Mấy ông chơi kiểu nhiều khi khô máu quá, tôi thoáng sớm. À, ui, mẹ ơi. Đừng bắn. Mẹ. Trời ạ, thôi rồi. Ôi, mấy anh ơi. Mấy anh hát này, mấy anh bắn hay quá, mấy anh hạ gục em này. Mang tiếng siêu anh hùng. Tôi sắp chết rồi không ạ? Bỏ vật vã như bông chó này. Đừng bắn em. Em chổng mông ra đây rồi này. Đừng bắn em. Anh đừng bắn. Đừng. No, don't shoot me. No, don't shoot me. Đừng hiểu sao nó bắn ngu vãi cả nồi ra, bắn mãi chết chúng tôi không ạ? Mẹ, thằng hack kia nó lại qua nó kêu rồi. Thôi, lại anh em làm game mới. Má, cay cú thật nhở. Hôm nay siêu anh hùng ấy, quả tắt điện này không ổn được rồi. Hôm nay nhá, tôi kiểu khô máu cho anh em thấy đây. Bây giờ bản chất của siêu anh hùng này, người nhện này bây giờ mới lộ diện này nhá. Ôi, quả skin phượng hoàng lửa anh em được tặng nhiều quá, ai cũng xài. Đấy, các ông thấy chưa, bộ trang phục người nhện này chuẩn bị sắp xuất hiện trong vòng quay kim cương nhá. Cậu ấy thấy quả xịn sò chưa? Trông kiểu rực rỡ vãi, màu xanh màu đỏ này, địch nó dễ thấy. Mày này, bố mới thể hiện cho mà xem mày nãy giờ ấy. Là tôi chỉ thử lòng mấy cái thằng hack thôi nhưng mà đậu xanh, chúng nó hack mình chơi đéo lại thật anh em ạ. Ui, cái gì đấy? Thế mà nhiều ông bảo là cứ có skin súng ngon để chơi hay hơn cả hack. Làm gì có, mẹ bọn hack bây giờ nó hack kiểu tinh vi vãi cả trưởng ra ấy cậu. Tưởng đơn giản á. Ui, nữa hả? Ôi sao mấy đứa lại cứ kiểu lên cống mạng cho anh thế này. Ôi, triple kill rồi. Thằng cuối đâu? Thằng cuối đâu, tôi làm thêm phát nữa quả quad kill cho máu này nhá. Quad kill clear luôn team ấy. Đâu rồi? Chú em đâu rồi? Anh chưa thấy chú em đâu cả, khả năng ở trên này à? Mọi người thấy thanh niên kia chưa ta? Đậu xanh nhỉ? Thế nó trốn đâu nhỉ? À đây rồi. Ui, tí nữa quả. Tí nữa tôi được quad kill và kiểu đồng đội bắn nhanh quá nhỉ. Rồi chúng ta đến với vòng 2/7 nhá. Ok, tôi đã kiểu mua thêm mấy trang bị ngon ngon tí chứ. Rồi, người nhện ngày hôm nay không để cho anh em thất vọng đâu á. Đầu trận bị mấy thằng hack kia bắn ghê quá. Sợ vậy trưởng à. Chơi game bình thường ấy gặp hack đậu sai kiểu một quả giải trí. Baby Shark, Baby Shark, yeah. Thôi đi nào. Giỡn thế thôi. Địch nó là dã cho rồi. Thôi tôi xác con mẹ nhà bà Định công ạ. Oh man. Rồi nhá. Giờ xem nào. Úi ôi. À thanh niên ở đây. Ui, cái gì đấy hả? Ôi ôi bạn ơi. Để tôi nằm xuống ấy. Một đứa nốc này. Để tôi qua đây cái. Ui, quả xương khủng long ấy. Dài đấy, chạy mãi chưa hết. Vãi cả nồi ra ấy. Đâu? Chắc là tôi phải trèo lại lên xương rồi. Anh em lên trên này anh em cẩn thận nhá, không rớt xuống thì tốn khá máu ấy. Sao đấy? Sao lại ngồi đây? Ui ôi, chạy đâu không chạy, ngồi đây này. Ui ôi, méo mồm chưa? Sợ chưa? À, thằng kia vừa nhảy xuống nóc luôn kìa. Đéo hiểu sao. À, cái thằng đấy lúc nãy mình bắn nóc nó mà. Ok. Vãi. Rồi nhá. Thế là mà sao anh em. Ui, anh em tìm mình lại nốc hết cả rồi. Chán gồng thế chứ lại. Thôi rồi nhá, yên tâm đi, team mình cũng chỉ có một đứa ấy mà.
tôi xuống thì tôi hạ nó cho, nhưng mà nó đâu ấy nhỉ, không thấy đâu ấy. Tôi tưởng là nó ngay chỗ này cơ. Vãi cả hàng nhỉ. Bảo kiểu tìm địch còn khó hơn cả lên rời, vô lý. Rồi nha, cậu bình tĩnh nhá, tôi xem nào. Hai. Đâu rồi nhỉ? À đây rồi. Mày này, ui rồi, đồ đi biển, mát mẻ quá em ơi, đúng phong cách mùa hè nhưng mà. Sorry. Được rồi đây. Và bây giờ tôi nghĩ tôi sẽ đầu tư thêm quả giáp 3. Đủ xịn chưa? Đấy. Lên quả giáp 3 này nó mới chắc chắn đúng không? Đấy, phụ kiện thì chả cần gì cả đấy. Hiện tại thêm 2 trái bông keo này với lại cây MP5 là tôi đủ quẩy rồi. Bữa nay không biết nào mình thấy MP5 lại bắn sướng hơn cây MP40 chứ. Kiểu bắn độ chính xác cao hơn anh em ạ. Đấy, tầm xa bắn nó cũng xa hơn nhưng mà chắc kiểu đam không bằng MP40 rồi. Đấy là một cái điều kiểu chắc chắn nhá. Yo. Mà không có ngắm bộ trang phục chúng ta đã ngắm nhiều quá lại dễ đai nhỉ. Rồi. Đây à, ui bọn này. Chúng nó tính quại móc tim mình cơ. Móc làm sao được, ui dồi ôi. Móc làm sao được ơi, móc thế nào được. Từ từ nhá, tôi xuống nào. Thấy rồi. Này nhá, công xuống đây công. Móc tim tôi không, ui dồi. Còn mẹ mày, ui chạy nhanh quá nhở. Từ từ xuống đây cả. Lên chỗ này này. Ui, một thằng nằm xuống nhá. Nói thế cho nó nhanh thì còn kiểu xong rồi ạ. Easy game luôn ạ. Xong game 3 luôn nha. Ơ nhưng mà hay là nhiều khi á chúng nó chấp mình 3-0 ấy chứ. Đây. Thế mới bảo. Được rồi. Tôi người nhện nhưng mà tôi thể hiện cho anh em xem nhá. Mới mua thêm cây XM8 này. Kiểu này bắn tầm xa khá tốt. Ui dồi, nấm cấp 3 này full 200 EP luôn. Rồi xem. Bây giờ địch nó làm sao kiểu nó ăn tôi được ấy công. Đúng không? Lên. Nào. Úi rồi. Ba đứa luôn ạ. Ui nằm xuống một đứa này. À dựng bong keo cứu nhau cơ, cứu nhau á. Ui, anh ơi, đứng ngay anh. Tự nhiên đâu ra cái thằng móc lốp bố mày á. Con nhợn này nằm xuống đúng không? Rồi. Sao? Lên bảng luôn, không cần nói nhiều, trưng lên bàn thờ luôn nhá. Úi dồi ôi, vỡ đầu này. Em ơi là em ơi, trời ơi em, sao em chạy ngáo thế nhờ. Thanh niên. Có một đứa chỗ này hả? Ui. Áo tím có làm anh em lo lắng. Qua là kêu ạ, rực rỡ nhờ. Yes. Booyah anh em. Ok, nếu như các bạn thấy video của mình hay, đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Mình là Sĩ Kẹo nha. Yo.